mới 2015. Bên mình đang trên tay đây là chiếc HP Spectre 360. Bản đang và rất là hot của HP. Sản phẩm mới về tiêu chuẩn và còn nguyên tem phong nhà sản xuất và cái tem đời mới để kiểm định sản phẩm là ni lông và có cái mã vạch đi kèm để kiểm định, tránh tình trạng là làm những cái tem giả nhái. Và đi kèm đó là những thông số sản phẩm nó sẽ phải khớp từ ngoài thùng để đầy máy vào trong iốt. Thì cái số serial number và product number của HP đây thì lên để lên cái hàng lên website của nhà sản xuất để dễ dàng kiểm định cho sản phẩm của mình là hàng tiêu chuẩn loại 1, hàng loại bit, hàng loại 2 hay là hàng xịt tay rồi hoặc là hàng do xuất xứ. Thì sẽ tiến hành khui thùng chiếc sản phẩm này còn nguyên niêm phong và mã vạch. Đây là ngoài bên trong sản phẩm cao cấp HP Spectre gồm có sốt và gì đi kèm. Đây là một túi chống sốc bằng nhung rất là mềm. Bên trong sản phẩm những sản phẩm mà ăn chơi cao cấp bây giờ có một cái tầm gói để mời đó bao được một cái hộp đen rất là sang trọng, cũng như một số sản phẩm của iPhone đã thấy tháo ra được một cái hộp kiểu như này mà với thang đầu thì mút HP Spectre. Chúng ta sẽ tiến hành khui và kiểm tra phía bên trong sản phẩm. Phía bên trong thì đóng hộp giống như dòng XPS cao cấp và đi kèm luôn có cả cái số đấy, số serial number, các number cũng đi kèm ở ngoài này. Kiểm tra tập quan bên ngoài thùng nhân vật chính là cũng được mình cảm giác trên tay cho nó rất là nhẹ, có dòng thương hiệu của hãng của nhà sản phẩm này được in in nổi chữ Anh Kim và mình sẽ kiểm tra bên trong nó có phụ kiện đi kèm của mình gì. Một cái hộp giấy đóng gói rất là cẩn thận đây, tức là phụ kiện đi kèm sản phẩm đấy. Bên trong chỉ có đơn giản một cái sạc thôi. Sách hướng dẫn sử dụng là một cái khăn mỏng để lau màn hình và vệ sinh máy. Nhân vật chính. Thì với những sản phẩm mà tiêu chuẩn chuẩn hàng mới của hãng này bây giờ cũng có đi kèm cái mã vạch của series để khách hàng kiểm định, thì cái thông số ở trên cái tem này nó sẽ phải là đi khớp từ ngoài thùng đáy máy, đi liền mạch từ ngoài vào trong luôn. Máy được bảo vệ bằng lớp ni lông. Thì cách đó thì mình thấy giống như là một số sản phẩm cao cấp của các hãng Facebook như là đồng gói đeo, thì cái đồng gói cũng kiểu như này, dòng cao cấp là XPS 13. Thì cái nhánh này là dòng Facebook nhẹ. Tổng quan phía xung quanh máy mình giới thiệu sơ qua cạnh bên phải cũng có một cái một phím viết tắt, đây là cửa sổ Windows thì chắc là để mình kích hoạt cái màn hình cảm ứng và gọi những cái trình duyệt sử dụng của mình. Tiếp theo đây là cái tăng giảm volume âm lượng này, một cổng mini đi vào, một cổng HDMI và hai cổng USB 3.0, kế tiếp đây là một lỗ cắm nguồn, phía sau là nổi bật với hai cái thép cái bản lề
ánh bạc rất là đẹp. Cái tiếp theo là hệ thống tản tản nhiệt rộng, một nút nguồn, một cổng USB và một cái khe cắm thẻ nhớ HDMI đây. Tổng quan phía trước thì không có gì cả, chỉ có một cái phá cách là để mình dễ dàng mở cái màn hình nó lên. Cái sản phẩm này được đánh giá rất là cao trong cái trên các trang công nghệ là về cái độ linh hoạt về góc mở màn hình và cái tính năng giải trí phía bên trong của nó. Toàn bộ máy là một cái màu bạc. Đây, thì mình giới thiệu sơ qua về phía bên trong là gồm có một cái webcam này, màn hình gương linh hoạt góc mở, đây có thể góc lại 360 độ thì chúng ta có thể sử dụng như một chiếc Ultrabook hoặc là một chiếc laptop. Đây tổng quan về sản phẩm của HP Pixie 360 đã cho các bạn.